Chào mừng các em đến với siêu trí nhớ học đường. Cô là Phạm Nguyễn Thùy An, giáo viên dạy hóa trường Trung học phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bài 38 của chương trình hóa học lớp 10. Đó là bài cân bằng hóa học. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ gồm 3 phần chính. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi về các định nghĩa. Thứ nhì, chúng ta sẽ đi về các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Và thứ ba, chúng ta sẽ đi về ý nghĩa của cân bằng hóa học trong đời sống thực tiễn. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các định nghĩa như là phản ứng một chiều, phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học là gì. Về phản ứng hóa học, chúng ta có thể phân thành hai loại, đó là phản ứng một chiều và phản ứng thuận nghịch. Phản ứng một chiều được định nghĩa là phản ứng chỉ xảy ra một chiều từ trái sang phải. Ví dụ, phản ứng nhiệt phân kali clorat ở nhiệt độ cao và có xúc tác là MnO2 thì phản ứng này chỉ xảy ra chiều từ kali clorat nhiệt phân tạo thành kali clorua và khí oxy. Còn phản ứng thuận nghịch, người ta định nghĩa là phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau. Chúng ta lấy ví dụ là phản ứng giữa khí clo khi sục khí clo vào nước. Thì khi cho khí clo vào nước, chúng ta sẽ thu được sản phẩm là HCl và HClO. Chiều phản ứng từ clo cộng nước tạo thành HCl và HClO, người ta gọi đây là phản ứng thuận. Ngược lại, chúng ta có phản ứng chiều ngược lại, HCl cộng với HClO thì nó sẽ bị phân hủy tạo thành là clo và nước. Và chiều từ HCl tác dụng với HClO cho ra lại clo và nước thì chúng ta gọi đây là phản ứng nghịch. Khái niệm thứ ba chúng ta cần nắm đó là về cân bằng hóa học. Thì đầu tiên chúng ta cùng nhau khảo sát một phản ứng, đó là phản ứng phân hủy HI. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau xét phản ứng giữa hydro và iốt để tạo thành hydro iodine. Thì ở nhiệt độ ban đầu, nồng độ của hydro và iốt lớn nhất và nồng độ của HI là không. Sau một thời gian thì nồng độ của hydro và iốt đi giảm dần, đồng H2 và I2 giảm dần, đồng thời nồng độ của HI tăng lên. Và chúng ta đã biết vận tốc phản ứng thì phụ thuộc vào nồng độ. Vì nồng độ của H2 và I2 giảm dần nên vận tốc của chiều nghịch chúng ta sẽ giảm dần. Đồng thời, nồng độ của HI tăng lên nên vận tốc của chiều nghịch của chúng ta sẽ dần dần tăng lên. Đến một lúc nào đó, vận tốc chiều thuận bằng vận tốc chiều nghịch. Thì lúc đó chúng ta sẽ gọi đây là trạng thái cân bằng của phản ứng. Và khi trạng thái cân bằng xảy ra, phản ứng vẫn tiếp tục giữa hai chiều thuận và nghịch, nhưng lúc đó vận tốc thuận sẽ bằng vận tốc nghịch. Và cân bằng hóa học người ta định nghĩa là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản ứng thuận bằng với tốc độ phản ứng nghịch. Nội dung của chúng ta tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các em ở những phần tiếp theo trên siêu trí nhớ học đường.